Thế nào là bố thí? Có người đem y phục, đồ nằm, uống ăn, hoa hương, chuỗi ngọc cho người ấy gọi là bố thí. Hỏi, vật ẩm thực là bố thí hay còn có sự bố thí? Đáp, vật ẩm thực chẳng phải bố thí, mà khi lấy vật ẩm thực đem cho trong tâm phát sanh một pháp gọi là xả bỏ, trái ngược với tâm san lẫn ấy gọi là phước đức bố thí. Nó hoặc là hữu lậu hoặc là vô lậu, thường là tâm số pháp thiện tương ứng với tâm, theo tâm hành cùng với tâm sanh, không sắc không hình hay làm duyên tương ứng với nghiệp, theo nghiệp hành cùng nghiệp sanh, chẳng phải quả báo của nghiệp trước được tu, hành tu tuệ chứng thân chứng người phàm phu được và thánh nhân được. Có người nói tương ứng với pháp xả ấy gọi là phước đức bố thí. Vì cớ sao? Vì nghiệp hay sanh quả báo, tư tức là nghiệp, thân miệng không gọi là nghiệp, từ tư tâm sở sanh ấy nên được gọi là nghiệp. Bố thí có hai thứ, một tịnh, hai bất tịnh. Bất tịnh là chỉ cho thẳng mà thôi, hoặc sợ mất của nên cho, hoặc sợ trách mắng nên cho, hoặc không cần dùng nên đem cho, hoặc thân ái nên cho, hoặc vì cầu thế nên cho, vì cho nên đưa đến nhiều thế viện, hoặc chết gần kề nên cho, hoặc cầu tiếng khen nên cho, hoặc cầu ngang danh hơn danh kẻ quý nên cho, hoặc đố kỵ ganh ghét nên cho, hoặc kiêu mạn nên cho, nghĩ rằng tiểu nhân ngu hèn còn cho được, huống ta là đại nhân quý trọng làm sao không cho, hoặc vì chú nguyện phước đức nên cho, hoặc cầu tốt trừ xấu nên cho, hoặc tìm vào bạn đảng nên cho, hoặc không nhất tâm không cung kính khinh hèn người thọ nhận mà cho. Các nhân duyên như vậy là vì đời nay nên cho, vì ngược lại với tịnh nên gọi là bất tịnh. Tịnh thí là như trong kinh nói, vì đối trị tâm nên cho, trang nghiêm ý nên cho, vì được đệ nhất lợi nên cho, sanh tâm thành tịnh hay phân biệt và giúp niết bàn nên cho. Ví như hoa tươi chưa héo sắc đẹp lại thơm, tịnh tâm bố thí cũng như vậy. Như nói chư thiên tâm không thành tịnh bố thí, thời ánh sáng cung điện mỏng ít. Nếu bố thí với tâm thanh tịnh, thời ánh sáng thêm rộng lớn. Nghiệp bố thí ấy tùy quá khứ cho đến ngàn vạn đời không mất. Thí như bằng khoáng giao ước. Hỏi, phước đức bố thí ấy làm sao tăng trưởng? Đáp, đúng thời bố thí được phước tăng trưởng. Như kinh nói, thí lúc đói khát được phước tăng nhiều. Thí cho người đi xa, người qua đường hiểm, đường vắng, hoặc thường bố thí không dứt, hoặc thường nhớ bố thí nên bố thí được tăng trưởng. Như trên nói về niệm xả trong sáu niệm, hoặc thí lớn nên được phước nhiều, hoặc thí cho người tốt, hoặc thí cho Phật, hoặc người thí, người thọ đều thanh tịnh, hoặc tâm quyết định thí, hoặc tự lực làm ra của thí, hoặc tùy của có nhiều ít, có thể thí hết, hoặc giao hẹn đem vật thí, hoặc đem ruộng vườn, người giúp việc thí. Bố thí như vậy chỉ có Bồ Tát lấy thâm tâm mới thực hành nổi. Như Bồ Tát Vĩ La Ma trong 12 năm bố thí đã nghiêm sức bát bể báu, đựng sữa bò thẻ nữ, mỗi thứ 8 vạn 4 ngàn, cùng các vật ẩm thực khác không kể số. Lại như Bồ Tát Tu Đề Lệ Loa, Tu Đại Loa, đem voi trắng thiện thắng, thí cho kẻ oan gia rồi vào ở núi sâu, đem hai đứa con yêu quý thí cho Bà La Môn thị nhập xứ, lại đem vợ và con mắt thí cho Bà La Môn hóa thân của trời Đế Thích. Bấy giờ đất rung mạnh, trời sấm chớp, ở giữa hư không mưa hoa. Lại như Tát Bà Đạt Đa vương tự trói thân thí cho Bà La Môn. Lại như vua Tỳ Thi Si Bi vì một chim bồ câu mà tự đem thân mình đổi mạng cho nó. Lại như Bồ Tát từng làm thân thỏ, tự nướng thịt mình thí cho tiên nhân. Các việc như vậy trong kinh Bồ Tát Bổn Sanh nói đủ. Lại có người thanh văn bố thí như Tỳ Kheo Ni Tu Di Đà cùng với hai bạn đồng học làm tinh xá cho Kanna già Mâu Ni Phật mà được làm chuyển luân thánh vương và phước vua trời trong vô lượng ngàn vạn đời. Lại như Bà La Môn Thi Bà đem một bát cao sữa thí tăng mà đời đời thọ vui, nay được thân A La Hán thọ vui nhất trong những người thọ vui. Lại như phu nhân Mạt Lợi cúng dường tôn giả Tu Bồ Đề nên đời nay quả báo được làm vợ vua Ba Thi Na Thi Ba Tư Nặc. Lại như Thi Bà cúng dường ông Ca Trinh Diên nên quả báo đời này được làm vợ vua Chiên Đà Ba Châu Đà.
Lại như cư sĩ Uất Già Đà cúng dường Xá Lợi Phất và 500 A-la-hán, nên ngay trong ngày được quả báo là có 500 khách buôn được đồ ăn thừa kia, mỗi người đều lấy hạt châu anh lạc tặng cho ông, bỗng được giàu to, bèn gọi là Tốt Uất Già Đà. Bố thí như vậy được báo ngay trong đời nay, nên biết luận nghị về bố thí nói không hết được. Chỗ phước trì giới, Phật nói về phước của năm giới, hỏi thế nào là tướng tội sát? Đáp, biết đó là chúng sanh và cố ý cướp mạng sống mắc tội sát, chẳng phải không cố ý, tâm khoái trá an ổn, mắc tội sát. Chẳng phải tâm tán loạn si cuồng, cướp mạng sống, mắc tội sát. Chẳng phải chỉ làm bị thương chết rồi mắc tội sát. Chẳng phải chưa chết thân nghiệp làm là tội sát. Chẳng phải miệng bảo thân làm là tội sát. Chẳng phải chỉ tâm sanh niệm ác, các tội như vậy ngưng không làm, là tướng trạng thiện của giới thứ nhất. Hoặc có người nói đó là vô phú vô ký, hoặc hệ thuộc cõi dục, hoặc không hệ thuộc, hoặc chẳng phải tâm, chẳng phải tâm số pháp, chẳng phải tâm tương ưng, chẳng phải theo tâm hành, hoặc cùng với tâm sanh, hoặc không cùng tâm sanh, chẳng phải tương ưng với nghiệp, chẳng phải theo nghiệp hành, hoặc cùng nghiệp sanh, hoặc chẳng cùng nghiệp sanh, chẳng phải quả báo của nghiệp trước, được tu, hành tu, thân chứng, tuệ chứng, hoặc tư duy đoạn, hoặc chẳng đoạn. Khi xa lìa tham dục của cõi dục, được đoạn biến tri, phàm phu và thánh nhân cũng có, ấy gọi là tướng trạng giới không sát sanh. Các giới khác cũng như vậy, tùy nghĩa mà phân biệt. Luận nghị tán thán các giới như đã nói trong mục Thi La Ba La Mật. Chỗ phước tu định, tuy trong kinh nói tu từ là phước tu định, cũng nói thiện định hữu lậu, có thể sanh quả báo, tổng quát gọi là phước tu định. Vì ở cõi dục sân nhiều, tán loạn nhiều, nên trước nói từ tâm là phước tu định, được phương tiện từ nguyện cho chúng sanh vui, sau thật sự thấy chúng sanh thọ vui, pháp tương ưng với tâm ấy gọi là pháp từ, pháp ấy hoặc hệ thuộc cõi sắc, hoặc không hệ thuộc ấy là chân từ. Còn phương tiện từ hệ thuộc cõi dục, thường theo tâm hành, theo tâm sanh, vô hình vô đối, hay duyên pháp, chẳng phải nghiệp tương ưng với nghiệp mà theo nghiệp hành cùng nghiệp sanh, chẳng phải quả báo của nghiệp trước, đắc tu hành tu thân chứng tuệ chứng, hoặc tư duy đoạn, hoặc chẳng đoạn, xa lìa tham dục của cõi sắc, được đoạn biến tri, có giác có quán, cũng không giác có quán, cũng không giác không quán, hoặc có mừng, hoặc không có mừng, hoặc có hơi thở, hoặc không có hơi thở, phàm phu và thánh nhân cũng được, hoặc tương ưng với thọ khổ, hoặc tương ưng với thọ không khổ không vui, trước duyên được tướng liễu dài, sau duyên thật nghĩa, ở trong bốn thiền căn bản, hoặc quá bốn thiền, đương bốn thiền mà được, thì có sức bền chắc. Từ nên gọi là nhân ái, vì không oán không tranh nên gọi là thân ái. Hay duyên vô lượng chúng sanh nên gọi là vô lượng. Hay lợi ích chúng sanh, hay lìa dục nên gọi là phạm hạnh. Các luận nghị khác về từ tâm như đã nói trong chương 4 vô lượng tâm. Hỏi, trong phước tu định cớ sao Phật chỉ nói từ tâm mà không nói các tâm khác? Đáp, trong 4 vô lượng, từ tâm vô lượng hay sanh phước đức lớn, bi tâm vì ưa giàu nên bỏ phước đức, hỷ tâm vì tự nhớ công đức nên phước đức chẳng sâu, xả tâm vì phóng xả nên phước cũng ít. Lại nữa, Phật dạy từ tâm có 5 điều lợi, không nói tâm khác. Những gì là 5? 1. Đau không làm thương. 2. Độc không làm hại. 3. Lửa không làm cháy. 4. Nước không chìm. 5. Hết thảy chúng sanh, sân nộ ác độc, thấy đều hoan hỷ. Bi tâm không có các việc như vậy, nên chỉ nói phước của tu định là từ, các tâm khác đi theo, và các định hữu lợi có thể sanh quả báo. Chỗ phước khuyến đạo, nếu tỷ kheo không tọa thiền, không tụng kinh mà giáo hóa khuyến đạo người tu lập phước đức, hoặc có tỷ kheo hay tọa thiền tụng kinh, thấy các tỷ kheo áo cơm thiếu thốn, đem sức dẫn dắt và tu hành khuyến đạo, và các Bồ Tát thương xót chúng sanh, lấy nhân duyên phước đức để khuyến cáo họ. Lại người xuất gia, nếu hữu cầu tài của, đối với giới bị mất, cho nên khuyến đạo làm nhân duyên. Phước về tài của là y phục ẩm thực, đồ nằm, thuốc thang, vàng bạc, xe ngựa, ruộng nhà. Hỏi, trên nói chỗ phước bố thí, ở đây nói phước về tài của có gì sai khác? Đáp, bố thí là tổng quát hết thảy thí, tài thí, pháp thí, tục thí, đạo thí. Nay muốn phân biệt pháp thí, tài thí,
Pháp thí như lấy tâm đại từ bắt đầu chuyển pháp luân vô lượng chúng sanh đắc đạo. Sau xá lợi Phất theo Phật chuyển pháp luân, các thánh nhân khác tuy chẳng phải chuyển pháp luân, cũng vì chúng sanh thuyết pháp làm cho họ đắc đạo, cũng gọi là pháp thí. Lại có Bồ Tát Biến Cát, Quán Thế Âm, Đắc Đại Thế, Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Di Lặc, dùng hai lực thần thông là quả báo thần thông, tu đắc thần thông, chủ trong đó lấy các nhân duyên về phước đức, lực phương tiện, hào quang, thần túc để khai độ chúng sanh, cũng gọi là pháp thí. Các bích chi Phật bay lên giữa hư không, nói một bài kệ dẫn đạo chúng sanh, khiến gieo trồng thiện căn, cũng gọi là pháp thí. Lại đệ tử Phật chưa đắc thánh đạo, ngồi thiền tụng kinh, không phá hoại pháp tướng, giáo hóa đệ tử đều gọi là pháp thí. Các thứ như vậy gọi là tướng trạng của pháp thí. Vì vậy nên nói, muốn an lập chúng sanh nơi sáu phước thí nên học Bát Nhã Ba La Mật kinh. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn được năm mắt nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận năm mắt là mắt thịt, mắt trời, mắt tuệ, mắt pháp, mắt Phật. 13 chữ này nguyên ở trong văn kinh, này y theo Đại Chánh Tạng đưa vào trong văn luận. Mắt thì thấy gần không thấy xa, thấy trước không thấy sau, thấy ngoài không thấy trong, thấy ngày không thấy đêm, thấy trên không thấy dưới, vì bị chướng ngại như vậy nên cầu mắt trời. Được mắt trời xa gần đều thấy, trước sau trong ngoài, ngày đêm trên dưới đều thấy không chướng ngại. Nhưng mắt trời chỉ thấy vật giả danh do nhân duyên hòa hợp sanh, không thấy được thật tướng là không vô tướng, vô tác, vô sanh, vô diệt. Như trước giữa sau cũng như vậy, vì thật tướng nên cầu mắt tuệ. Được mắt tuệ, không thấy chúng sanh diệt hết tướng một khác, lìa bỏ các chấp trước, không thọ nhận hết thảy pháp, chỉ tuệ phân biệt tự diệt bên trong, ấy gọi là mắt tuệ. Nhưng mắt tuệ không thể độ chúng sanh, vì cớ sao? Vì không còn phân biệt, vì vậy nên cầu mắt pháp. Mắt pháp khiến cho người ấy tu hành pháp ấy, chứng được đạo ấy, biết hết thảy chúng sanh và dùng các môn phương tiện khiến cho họ được chứng đạo. Nhưng mắt pháp không thể biết khắp đạo phương tiện độ sanh, vì vậy nên cầu mắt Phật. Mắt Phật không việc gì không biết, thấy biết tất cả sự che kín, việc đối với người khác rất xa, đối với Phật rất gần, đối với người khác tối tăm, đối với Phật sáng tỏ, đối với người khác nghi ngờ, đối với Phật quyết định, đối với người khác vi tế, đối với Phật thô thiển, đối với người khác rất sâu, đối với Phật rất cạn. Mắt Phật ấy không gì không nghe, không gì không thấy, không gì không biết, không việc gì khó, không suy nghĩ gì. Đối với mọi pháp, mắt Phật thường soi sáng, nghĩa năm mắt Phật sau sẽ nói rộng. Kinh Bồ Tát Ma Ha Tát muốn dùng mắt trời thấy chư Phật trong mười phương thế giới nhiều như các sông Hằng, muốn dùng tai trời nghe mười phương chư Phật thuyết pháp, muốn biết tâm chư Phật nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận đúng nghĩa thì mắt trời được không quá 3.000 đại thiên thế giới này, do được Bát Nhã Ba La Mật nên thấy chư Phật trong mười phương thế giới nhiều như các sông Hằng. Vì cớ sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật thì không gần không xa, không có gì chướng ngại. Hỏi, như kinh Ban Châu nói, do được Ban Châu Tam Muội nên tuy chưa được mắt trời vẫn thấy được chư Phật hiện tại trong mười phương. Với ở đây Bồ Tát dùng mắt trời thấy mười phương chư Phật có gì khác nhau? Đáp, mắt trời này thuộc vô phú vô ký, Ban Châu Tam Muội, người lìa dục, người chưa lìa dục đều được. Còn mắt trời chỉ người lìa dục có được. Ban Châu Tam Muội nhớ tưởng phân biệt, thường tu, thường tập cho nên thấy. Còn mắt trời tu thần thông, được con mắt sắc trần do bốn đại của cõi sắc tạo nên, thấy bốn phía các tướng sáng, ấy là khác Ban Châu Tam Muội, công của mắt trời dễ. Ví như mặt trời mọc thấy sắc không khó, công của tam muội khó. Ví như ban đêm đốt đèn thấy sắc không dễ, ta trời cũng như vậy. Biết tâm chư Phật, hỏi, như ở thượng địa mà độn căn còn không biết được tâm lợi căn hạ địa, Bồ Tát còn không biết được tâm một Đức Phật, huống gì biết được tâm chư Phật trong mười phương nhiều như các sông Hằng. Đáp, do thần lực của Phật làm cho Bồ Tát biết. Như kinh nói, hết thảy không ai biết được tâm Phật. Nếu Phật dùng thần lực làm cho biết, thì cho đến côn trùng cũng biết được. Vì vậy nên biết Phật dùng thần lực làm cho Bồ Tát biết tâm Phật. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật không có tướng ngăn ngại, thô tế, sâu cạn, ngu thánh đều không sai khác. Tâm chư Phật như Bồ Tát, tâm Bồ Tát như, nhất như không sai khác, Bồ Tát theo như ấy nên biết được tâm chư Phật.
Lại nữa, việc khó hiếm có, không thể biết mà biết, vì vậy nên nói muốn được như vậy nên học Bát Nhã Ba La Mật Kinh, muốn nghe mười phương chư Phật thuyết pháp, nghe rồi cho đến khi chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác vẫn không quên nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận hỏi: pháp của một Đức Phật nói còn khó ghi nhớ, cũng gì pháp của vô lượng chư Phật nói mà muốn ghi nhớ không quên? Đáp: Bồ Tát do lực của văn trì Đà La Ni nên thọ trì được, do lực của Đà La Ni ước niệm bền chắc nên không quên. Lại nữa, trong đề nói lực của Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo thanh tịnh không dính mắc, ví như biển lớn hàm thọ các dòng. Bồ Tát theo mười phương chư Phật nghe pháp, do khí cụ Bát Nhã Ba La Mật lớn nên có thể thọ lãnh vô lượng pháp giữ mãi không quên. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật không thể ví dụ như hư không, như lúc lửa tiếp tận đốt sạch, mưa lớn đầy dãy, trận mưa ấy trừ hư không ra không chỗ nào có thể dung chứa mưa pháp của chư Phật mười phương từ miệng Phật tuôn ra, trừ Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật không còn có ai lãnh thọ được. Vì vậy nên nói muốn nghe pháp của mười phương chư Phật nói nên học Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn thấy thế giới của chư Phật quá khứ vị lai và thấy thế giới của mười phương chư Phật hiện tại nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận hỏi: nếu thấy mười phương Phật là đã thấy thế giới, nên cớ sao nói muốn thấy thế giới? Đáp: Bồ Tát khi chưa thiền định vào sâu, nếu thấy mười phương thế giới, núi sông cây cỏ, thời tâm tán loạn nên chỉ xem thấy chư Phật. Như đã nói trong chương nói về niệm Phật, hành giả chỉ xem chư Phật, không xem đất nước, núi sông, cây cỏ. Khi được lực thiền định thì tùy ý xem rộng. Lại nữa, cõi Phật thanh tịnh khó thấy, cho nên nói muốn thấy thế giới của chư Phật nên học Bát Nhã Ba La Mật. Lại, một Đức Phật có vô lượng trăm ngàn thứ thế giới, như trước nói, có thế giới nghiêm tịnh, có thế giới không nghiêm tịnh, có thế giới xen tạp, có thế giới rốt ráo thanh tịnh khó thấy, do lực Bát Nhã Ba La Mật mà thấy được cả. Ví như thiên tử khi ngồi ở điện nghe chính sự, thời người ngoài thấy rõ mà người ở thâm cung nội điện không thấy được. Hỏi: thế giới hiện tại trong mười phương có thể thấy, còn thế giới của chư Phật quá khứ vị lai làm sao thấy? Đáp: Bồ Tát có thứ tam muội thấy quá khứ vị lai, khi vào tam muội ấy thì thấy việc quá khứ vị lai thấy như việc trong mộng. Lại nữa, Bồ Tát có thứ tam muội không diệt trừ, khi vào tam muội ấy không thấy có chư Phật có diệt mất. Hỏi: hai pháp ấy chẳng phải mắt làm sao thấy được? Đáp: đây chính là trí tuệ, giả gọi là mắt. Lại nữa, như trong kinh Chuyển Pháp Luân, đối với bốn đế được nhãn trí minh giác. Lại nữa, Bồ Tát thấy thế giới Phật hiện tại trong mười phương, chắc chắn biết thế giới chư Phật trong quá khứ vị lai cũng như vậy. Vì cớ sao? Vì hết thảy chư Phật công đức đồng nhau, việc ấy như trước đã nói. Lại nữa, trong Bát Nhã Ba La Mật giống như hiện tại quá khứ vị lai bình đẳng không khác, vì một như một pháp tánh, vì thế không nên nạn. Kinh. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn nghe 12 bộ kinh của mười phương chư Phật nói là Tu Đa La, Kỳ Dạ Thọ Ký, Giả Đà, Yêu Đà Na, Nhân Duyên, A Ba Đà Na, Như Thị Ngữ, Bồn Xanh, Phương Quả, Vị Tảo Hữu, Luận Nghị, mà hàng thanh văn nghe cũng chẳng nghe, đều muốn đọc tụng thọ trì tất cả nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận trước nói muốn nghe hết thảy pháp của mười phương chư Phật thuyết nên học Bát Nhã Ba La Mật. Pháp chư Phật thuyết tức đây nói 12 bộ kinh, trong các kinh những lời nói thẳng gọi là Tu Đa La, gọi là bốn bộ A Hàm và các kinh Đại Thừa. Kinh 250 giới ngoài ba tạng ấy cũng có kinh khác đều gọi là Tu Đa La, Sutra, Khế Kinh. Các bài kệ trong kinh gọi là Kỳ Dạ Chủng Tụng. Chúng sanh trong chín đạo là ba thừa và sáu thú được thọ ký, ký biệt rằng người ấy trải bấy nhiêu vô số kiếp sẽ được làm Phật, hoặc thọ ký hàng thanh văn đời này hoặc đời sau đắc đạo, thọ ký hàng bích chi Phật đời sau đắc đạo, thọ ký chúng sanh trong sáu thú, sáu đường đời sau chịu báo. Pháp của chư Phật khi muốn thọ ký cho chúng sanh trước đều mỉm cười, vô lượng hào quang từ bốn cái răng phóng ra, đó là hào quang xanh, vàng, đỏ, trắng, tía. Từ hai răng trên phóng ra chiếu ba đường ác,
Trừ hào quang đó, diễn vô lượng pháp, nói hết thảy pháp tạo tác là vô thường, hết thảy pháp vô ngã, niết bàn an ổn. Chúng ta gặp được hào quang, cùng nghe thuyết pháp ấy, thần tâm an lạc, được sanh cõi người cõi trời. Từ nhân duyên ấy đều được hết khổ, hào quang từ hai gian dưới phóng ra chiếu lên cõi người cõi trời, cho đến cõi thiện hữu đỉnh, hoặc kẻ đuôi mù, câm họng, bệnh cuồng đều được trừ khỏi. Trời lục dục và Atula thọ vui ngũ dục, gặp hào quang của Phật và nghe tiếng thuyết pháp đều sanh nhàn chán dục lạc, thân tâm an lạc. Trừ thiền ở cõi hết sắc, khi thọ cái vui thiền định, gặp hào quang của chư Phật và nghe tiếng thuyết pháp cũng sanh nhàn chán mà đi đến chỗ Phật. Các hào quang lại đến mười phương chiếu khắp sáu đường, làm Phật sự sau, trở lại nhiễu quanh thân Phật bảy vòng. Nếu thọ ký địa ngục thì hào quang từ dưới chân mà vào. Nếu thọ ký cho súc sanh thì hào quang từ đùi chân vào. Nếu thọ ký cho ngạ quỷ thì hào quang từ vế vào. Nếu thọ ký cho nhân đạo thì hào quang từ rốn vào. Nếu thọ ký cho thiên đạo thì hào quang từ ngực vào. Nếu thọ ký cho thanh văn thì hào quang từ miệng vào. Nếu thọ ký bích chi Phật thì hào quang từ tướng giữa hai mi vào. Nếu thọ ký được thành Phật thì hào quang ấy từ đỉnh vào. Nếu muốn thọ ký thầy trước tiền hiện tướng ấy, vậy sao các đệ tử như An Nan phát ra lời hỏi? Hết thầy kệ gọi là kỳ dạng, 6 câu, 3 câu, 5 câu, mỗi câu nhiều ít, không nhất định, gọi cũng gọi là kỳ dạng, cũng gọi là già đà, phúng tụng cô khỏi. Yêu Đà Na tự thuyết là có pháp Phật cần phải nói nhưng không có ai hỏi, Phật lược mở mối cho hỏi. Như Phật ở thành Xá Bà Đề trên nhà Tỳ Xá Khư, đi kinh hành chỗ tối, tự nói Yêu Đà Na, đó là vô ngã sở, việc ấy lành thay. Bấy giờ một tỳ kheo chấp tay bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, thế nào là vô ngã sở, việc ấy lành thay. Phật bảo tỳ kheo, người phàm phu chưa được vô lậu đạo, điên đảo che tâm, nên đối với lý vô ngã sở, tâm rất kinh sợ. Còn nếu Phật và đệ tử Phật nghe pháp hay thời hoan hỷ phụng hành không điên đảo, nên không còn tạo nghiệp trở lại, những điểm như vậy trong tạng A Hàm nói rộng, lại như trong phẩm Bát Nhã Ba La Mật, các thiên tử tán thán của Tu Bồ Đề nói rằng, lành thay, hy hữu Thế Tôn, hy hữu Thế Tôn, ấy gọi là Yêu Đà Na. Lại như sau khi Phật niết bàn, các đệ tử siêu tập những bài thiết yếu, những bài kệ thiết yếu, những bài kệ nói về vô thường gom lại thành phẩm vô thường, cho đến những bài kệ nói về Bà La Môn gom lại thành phẩm Bà La Môn, cũng gọi là Yêu Đà Na. Sưu tập các việc tốt đều gọi là Yêu Đà Na, như vậy gọi là Yêu Đà Na kinh, cũng gọi là vô vấn tự thuyết. Ni Đà Na nhân duyên là nói nhân duyên chính khỏi nói Phật pháp, vì nhân gì Phật nói việc ấy? Trong Tu Đà La có người hỏi nên Phật nói việc ấy, trong luật vì có người phạm việc ấy nên Phật kết giới, vì duyên khởi của hết thảy lời Phật dạy đều gọi là Ni Đà Na. A Bà Đà Bà thí dụ tương tự với lời nói thô thiển nhu nhuyến của thế gian, như kinh Trường A La Đà Na trong Trung A Hàm, kinh Đại A Bà Đà Na trong Trường A Hàm, ức nhĩ A Bà Đà Na, nhị thập ước A Ba Đà Na trong luật, dục A Ba Đà Na nhất bộ trong kinh giải nhị bách ngũ thập giới. Bồ Tát A Ba Đà Na xuất ra một bộ, như vậy có vô lượng A Ba Đà Na. Như thị ngữ, y đế mục đa già, bổn sự có hai. Một là lời kết cú rằng trước tiên, trước ta hứa nói, nay đã nói xong. Hai, ngoài Bà Tạng và Đại Thừa còn có kinh gọi là Nhất Mục Đa Ca, có người nói là Mục Đa Ca, tên Mục Đa Ca ở cả Bà Tạng và Đại Thừa là thế nào? Như Phật dạy, vua Tịnh Phạn bắt buộc những người trong dòng họ Thích xuất gia làm đệ tử Phật. Phật chọn 500 người có thể đắc đạo đem đến thành Xá Bà Đề. Vì cớ sao? Vì họ chưa lìa dục, nếu ở gần bà con sợ họ phá giới, nên đem đến thành Xá Bà Đề bảo Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên giáo hóa. Đầu đêm cuối đêm, truyền tình không ngủ, siêng tu tinh tấn nên được đạo.
được đạo rồi, Phật đem họ trở về bản quốc cùng với đại hội các thiên chúng ở trong rừng tiên nhân thuộc thành Ca Tỳ La Bà, Ca Tỳ La Vệ. Rừng này cách thành Ca Tỳ La Bà 50 dặm, đó là vườn dạo chơi của người họ Thích. Các tỳ kheo Thích Tử này khi còn ở thành Xà Bà Đề, đầu đêm cuối đêm chuyên tinh không ngủ nên thấy đêm dài, từ trong rừng đi vào trong thành khất thực mới biết dặm đường dài xa. Bây giờ Đức Phật biết tâm họ, nên có một con sư tử đi đến lễ dưới chân Phật rồi sang một bên. Phật lấy bao nhân duyên ấy nói kệ rằng: không ngủ đêm dài, mỏi mệt đường dài, ngu sanh tử dài, không biết chánh pháp. Phật bảo tỳ kheo, khi các ngươi chưa xuất gia, tâm kia phóng dật ngủ nghỉ nhiều nên không biết đêm dài. Nay đầu đêm cuối đêm chuyên tinh cầu đạo, tỉnh giảm ngủ nghỉ nên thấy đêm dài. Rừng Ca Tỳ La Bà này trước các ngươi vốn cưỡi xe dạo chơi nên không biết xa. Nay các ngươi mặc y ôm bát đi bộ mệt mỏi nên biết đường xa. Còn con sư tử này từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi làm vị thầy Bà La Môn, thấy Phật thuyết pháp đi đến chỗ Phật. Bấy giờ vì đại chúng đang nghe pháp không cùng nói năng, sư tử mới nghĩ ác, phát lời ác mắng rằng: bọn trọc này khác gì súc sanh, không biết người tốt, không biết nói năng. Vì nghiệp ác khẩu ấy nên từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi cho đến nay 91 kiếp thường ra vào súc sanh. Người ấy lúc đó đáng lẽ đắc đạo sau vì ngu si mà tự làm cho sanh tử lâu dài. Nay ở chỗ Phật vì tâm thanh tịnh nên sẽ được giải thoát. Các kinh như vậy gọi là xuất nhân duyên. Từ chỗ nào xuất? Từ trong ba tạng và đại thừa xuất ra nên gọi là xuất. Sao gọi là nhân duyên? Là gốc của ba sự ấy: không ngủ, mỏi mệt, ngủ không biết tránh pháp, nên gọi là nhân duyên kinh. Kinh Bổn Sanh Xà Già Đà nói về sự tích của Bồ Tát ở quá khứ. Như xưa Bồ Tát từng làm con sư tử ở trong rừng cùng với một con khỉ kết bạn thân. Khỉ đem hai con gửi cho sư tử. Khi ấy có con chim ó đói đi kiếm mồi, gặp sư tử đang ngủ, cố bắt sư tử đem con đi. Đậu ở trên cây, sư tử tỉnh dậy tìm khỉ con không được, thấy chim ó bắt đem trên cây, nói với chim ó: ta nhận khỉ gửi hai đứa con, giữ không cẩn thận để ngươi bắt đem đi, phụ lòng tin của khỉ, xin ngươi cho ta lạ. Ta là chúa trong loài thú, ngươi là chúa trong loài chim, thế lực quý trọng ngang nhau, ngươi nên trả lại. Chim ó nói: ngươi không biết thời, ta nay đang đói, đâu cần luận đồng hay khác. Sư tử biết nói vô ích, tự lấy móng sắc bén móc thịt ở phế đùi mình để đổi lấy khỉ con. Lại trong đời quá khứ, nhân dân nhiều người mắc bệnh liệt, nóng da vàng trắng. Bấy giờ Bồ Tát làm thân cá đỏ, tự lấy thịt mình bố thí cho người bệnh để cứu khổ họ. Lại xưa Bồ Tát làm thân một con chim trú ở trong rừng, thấy một người đi vào trong nước sâu không phải chỗ của người đi, bị vướng lưới của thủy thần. Theo phép lưới thủy thần đã vướng thì không thể nào gỡ được. Chim biết cách gỡ liền bay đến núi Hương, lấy một cành cỏ thuốc đặt trên lưới kia, dây liền tiêu hoại, người được thoát khỏi. Vô lượng việc đời trước cứu giúp như vậy ấy gọi là bản sanh kinh. Kinh Phượng Quảng Tỳ Phật Lược gọi là đại thừa, đó là kinh Bát Nhã Ba La Mật, kinh Sáu Ba La Mật, kinh Hòa Thủ, kinh Pháp Hòa, kinh Phật Bàn Khởi Nhân Duyên, kinh Vân, kinh Pháp Vân, kinh Đại Văn, vô lượng vô số các kinh như vậy vì để chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác nên gọi là Tỳ Phật Lược. Vị tằng hữu A Phủ Đà Đạt Ma như Phật hiện các thần thông, chúng sanh lấy làm lạ cho là việc chưa từng có. Đó là lúc Phật sanh ra, thân phóng hào quang lớn chiếu 3.000 đại thiên thế giới vào chỗ u ám, lại chiếu 3.000 đại thiên thế giới của vô lượng chư Phật trong mười phương. Bấy giờ trước Phật mẫu có ao đẹp thanh tịnh để tắm cho Bồ Tát Phạm Vương Cẩm Lọng để thích tắm thân, hai dòng phun nước. Lại lúc mới sanh không cần phò trì mà tự đi bảy bước, chỗ dấu chân đi đều có hoa sen và cất tiếng nói: ta là người độ hết thảy chúng sanh khỏi khổ già bệnh chết. Đất chấn động mạnh, trời mưa các hoa, cây phát âm thanh, chỗi kỹ nhạc trời. Vô lượng việc hy hữu như vậy, ấy gọi là kinh vị tằng hữu. Kinh Luận Nghị Yêu Bà Đề Xá đáp các câu hỏi giải thích lý do, lại nói
Rộng có nghĩa như Phật nói bốn đế, thế nào là bốn? Đó là bốn thánh đế. Những gì là bốn? Đó là khổ tập diệt đạo thánh đế, ấy gọi là luận nghị. Thế nào là khổ thánh đế? Đó là tám khổ, là sanh khổ. Thế nào là sanh khổ? Đó là các chúng sanh, nơi chỗ sanh ra chịu khổ. Hỏi đáp như vậy, giải rộng nghĩa kia, ấy gọi là yêu ba đề sáng. Như trong Đại Thừa, Phật dạy sáu ba la mật. Những gì là sáu? Đó là đàn ba la mật cho đến bát nhã ba la mật. Thế nào là đàn ba la mật? Đàn ba la mật có hai: một đầy đủ, hai không đầy đủ. Thế nào là đầy đủ? Bốn hợp bố thí hợp cùng với bát nhã ba la mật cho đến Bồ Tát thập trụ thành tựu được, gọi là đầy đủ. Không đầy đủ là Bồ Tát mới phát tâm chưa được vô sanh pháp nhẫn, chưa hợp cùng với bát nhã ba la mật, ấy gọi là không đầy đủ. Cho đến điển ba la mật cũng như vậy. Bát nhã ba la mật đầy đủ là có năng lực phương tiện lớn, chưa đầy đủ là không có năng lực phương tiện. Lại nữa, Phật nói luận nghị kinh, Đại Ca Chiên Diên giải thích khế kinh, cho đến trong đời tượng pháp, kẻ phàm phu đúng như pháp mà thuyết, ấy gọi là yêu ba đề xá. Pháp hạng thanh văn không nghe được là pháp Phật chỉ nói cho Bồ Tát không có hạng thanh văn nghe. Lại nữa, Phật dùng thần lực thông biến hóa thân vô số các mười phương thế giới, nhất trí nói pháp. Lại nữa, Phật vì trời dục giới, trời sắc giới nói pháp không có các đệ tử cho nên không được nghe. Hỏi các A-la-hán được sáu thần thông, nếu lúc Phật thuyết pháp tuy không ở tại tòa mà dùng tay trời mắt trời có thể nghe được, thấy được. Nếu dùng túc mạng thông, trời biết luôn cả việc quá khứ, cớ sao nói không nghe được? Đáp chỗ thần thông lực của thanh văn không đến kịp, cho nên không nghe được. Lại nữa, Phật vì các đại Bồ Tát nói hết kinh bất khả tương nghị giải thoát, xá lợi Phất một kiền liên ở hai bên Phật mà không nghe được, vì không gieo nhân duyên nghe pháp tu hành đại thừa ấy. Ví như người tọa thiền khi vào định nhất thiết xứ, có thể quán hết thảy đều là nước, đều là lửa mà người khác không trông thấy, như trong kinh bất khả tư nghị giải thoát nói rộng. Muốn thọ trì hết thảy là nghe, mà phụng hành thì thọ lâu dài không quên mất là trì. Hết cuốn 33 theo bản Hán.